Chiều nay, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thành Nam đã trao tặng trang thiết bị vật tư y tế ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho Sở Y tế tỉnh Ninh Bình. Hệ thống trang thiết bị y tế được trao tặng có tổng trị giá 5,5 tỷ đồng, bao gồm các máy X-quang, xét nghiệm sinh hóa, huyết học, nước tiểu, siêu âm, phân tích điện giải và hệ thống máy nội soi tiêu hóa. Các máy móc hiện đại này sẽ được Sở Y tế phân bổ hợp lý, kịp thời cho các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện, thành phố, góp phần tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho người bệnh, đặc biệt là ở những đơn vị xa trung tâm. Đây là hành động thiết thực, ý nghĩa của doanh nghiệp nhằm chung tay cùng tỉnh Ninh Bình phòng chống dịch bệnh COVID-19.